quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, mến chào tất cả các anh em thân thương và thân mến của Thiên Tâm Ca. Hôm nay rất là vui khi được tái ngộ anh em trong cái clip mới nhất của mình. Thì trong cái clip hôm nay thì mình sẽ chơi một cái vấn đề mạnh tay hơn nữa, là mình sẽ tháo bung con xe mình ra luôn. Tháo bung con xe ra để chứng minh cho anh em thấy là cái bộ tiết kiệm xăng của mình nó hoạt động ổn như thế nào trong một cái thời gian dài. Mọi người nói là nóng máy, cháy xúc bắp, rồi nói chung là banh cò, cam cốt gì đó, nói chung là đủ tùm ban hết. Thì hôm nay mình sẽ chơi mạnh tay luôn, tháo cái máy của mình ra, tháo xe mình ra để cho anh em xem mà coi có xúc bắp của mình hoặc là những cái gì đó liên quan đó ha, cái họng xăng này nọ đó, piston rồi đó, nó có cháy, nó có gụi gì không ha. Thì đây như anh em thấy rõ ràng, đây là cái bình xăng con của mình đã được tháo ra, thì cũng cũ chắc có gì gọi là bình thường thôi. Anh em thấy cũng... anh em thấy cái họng xăng mình rất là sạch không, tháo cũng chưa vệ sinh gì hết, thấy rất là sạch sẽ. Anh em thấy bộ xăng bao giờ cái họng ra nó cũng tốt. Thì đây là cái bộ tiết kiệm xăng của mình, thì anh em thấy cũng như bình thường thôi, mình cũng chùm cái giống như mình gửi cho anh em thôi, không có gì khác, gắn cái này có bộ e thôi, chỉ đơn giản thôi. Nhưng mà cái điều này để anh em rất là, mọi người rất là tò mò thắc mắc muốn biết cái điều này. Đây bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái piston của mình đó, khi mà tháo cái piston ra thì anh em thấy cái lượng bụi mà bám trên nó hầu như là rất là cũng không có nhiều gì mấy, rất là ít. Nói chung là mình chưa có rửa kỳ vậy chứ, chưa rửa kỳ, tháo ra là quay luôn cho mọi người xem. Và một điều đặc biệt nữa là mọi người rất là muốn biết là cái xúc bắp của mình nó có bị cháy hay không theo sau thời gian mà gắn kiệm xăng á, thì anh em đây xem đây. Xem đây nó có bị cháy, bị gỗ gì không ha. Đây. Thì hồi nãy mình có đổ xăng vô rồi ha, đổ xăng vô rồi thử hai cây xúc bắp hầu như là không bị chảy luôn, không bị chảy xăng. Đó thì anh em thấy là cái cây bên này, cái này là cây lửa nè ha, cây lửa nó nhỏ nè ha. Cây lửa anh em thấy có một cái hiện tượng gọi là nó vàng vàng ha, nó ngà 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 và cạch tôm, tại vì nãy mình bị đổ xăng, đổ nhớt ở đây á. Mình đổ rồi nó ướt cho nên nó màu nó không còn đẹp nữa. Anh em thấy là cái độ bám bụi đây ha, bám bụi đây là chấp nhận và cho phép được, tại vì cũng đã chắc cũng cả chục mười mấy năm rồi đã không có tháo, không làm chứ không có tháo ra, cho nên hôm nay là tiện tay tháo cho mọi người xem ha, chứng minh cho anh em xem bộ tiết kiệm xăng nó ổn như thế nào ha, rồi tiện tay là mình vệ sinh lau rồi luôn ha, lau luôn cho nó mạnh tay, rồi mình sẽ gà lại xúc bắp chơi cho nó láng chơi. Rồi hiện tại cho anh em xem cái họng xăng của nó nè, anh em cho anh em xem cái họng xăng nó sạch cỡ nào. Đấy, rất là sạch không? Đây anh em thấy cái họng xăng không? Rất là sạch sẽ. Rồi cho mọi người xem cái xúc bắp luôn. Cái họng xúc bắp luôn. Đây. Anh em thấy là cái cây xúc bắp của mình. Đó, cái mặt nó rất là mịn, rất là mịn, cái lưng nó còn rất là dày, cái lưng nó cũng còn dày lắm, cái lưng nó cũng còn dày. Đó, anh em thấy. Đó, mọi người xem. Ha. Rất là ok, tuyệt vời. Thì anh em thấy là anh em nhìn trong này nè, nó đâu có bị đóng bụi đóng cặn bao nhiêu đâu đó. Rồi cho anh em xem cây lửa luôn. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cái lửa thì anh em thấy là đây, nó hầu như là bám bụi sơ sơ thôi chứ không có đến nỗi nặng, cũng ngon lành, không bị gì hết. À, cũng bình thường, không có hiện tượng bị gì hết. Rồi cái mặt thì anh em thấy cái mặt này cũng còn rất là ngon lành ha, không có hiện tượng gì gọi là cháy giống như mọi người nói ha, cái miệng cũng tốt. Rồi, đặc biệt là cái piston thì anh em mình cho anh em nhìn sơ lược ha, còn rất là ok, không bị xước bị gì hết.
Thì cái quan trọng của mọi người nhìn ở đây, cái quan trọng của mọi người đó là mọi người cho là cái gắn vô thì xúc bắp và piston bị chạy thời gian thiếu xăng gì đó bị cháy ha. Bây giờ mình chỉ chứng minh cho mọi người thấy được một vấn đề là xe chạy cực kỳ bình thường ha. Bình thường không có vấn đề gì hết, cam cò của mình còn ổn, không bị gì hết. Ok, rồi bây giờ thì cũng nói gì hơn là cũng hai cái cò cũng còn xịn, cò xịn rồi nên ha, còn zin nè, hết của em còn zin luôn. Thì cũng biết nói gì hơn là cảm ơn em đã bỏ ra thời gian ra xem clip của mình ha. Chủ yếu là hôm nay là mở ra, chưa mạnh tay mở xe ra là chủ yếu để chứng minh cho anh em thấy là bộ tiết kiệm xăng hoạt động thời gian dài nó không tốt rồi, giống như